là khán giả yêu thích xem các vở kịch diễn sân khấu, đặc biệt là các vở kinh dị, hẳn nhiều khán giả sẽ biết đến tác giả đạo diễn Bùi Quốc Bảo. Mới đây trên trang cá nhân của anh đã có bài viết dài nói về mối liên hệ giữa nghệ sĩ và khán giả để phân tích rằng liệu nghệ sĩ có cần phải mang ơn vì được nuôi bởi công chúng hay không, khiến nhiều người quan tâm. Sau khi nêu ra những dẫn chứng việc mọi ngành nghề khác đều được tôn trọng vì được xem là sống bằng sức lao động của mình, Bùi Quốc Bảo thắc mắc vì sao nghệ sĩ cũng sống bằng nghề nghiệp thì lại phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ân khán giả, phải quan niệm rằng chén cơm của mình là khán giả ban cho. Anh cho rằng nếu không lao động, người nghệ sĩ thậm chí còn đói hơn các nghề khác và không phải nghệ sĩ nào cũng lên đỉnh cao của danh vọng, kiếm được nhiều tiền. Một lần nữa khẳng định, nghệ sĩ hoàn toàn tự nuôi bản thân bằng sức lao động chân chính và xã hội cần chấm dứt quan điểm lạc hậu là nuôi được nghệ sĩ đi nhé. Thời buổi như thế này, tay làm hàm nhai chứ không ai nuôi ai đâu ạ, là vấn đề được tranh luận những ngày qua. Sau bài viết này, bên dưới phần bình luận có các nghệ sĩ bày tỏ sự đồng cảm. Vợ chồng danh hài Thu Trang và Tiến Luật cũng dùng những từ ngữ ngắn gọn để bày tỏ cảm xúc của mình. Qua đây ta có thể thấy được góc nhìn và tiếng nói bên trong lòng của nhiều nghệ sĩ đã được bộc lộ rằng họ muốn được sự tôn trọng và công bằng. Bạn nghĩ sao về quan điểm trên? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!